Chào mừng các bạn đến với bài giảng online môn GBS, GMB, GSB và GCB. Hôm nay chúng ta tiếp tục với cái chương số 3 là nhà xưởng, với cái nội dung là thiết kế khu vực công. Thì khu vực công đó là gì? Đó là cái nơi riêng biệt chúng ta dùng để công nguyên liệu và chúng ta thiết kế nó để phù hợp cho mục đích công. Thì đó là cái yêu cầu của GMB. Thì chúng ta bắt đầu từ cái việc là chúng ta phân tích nguy cơ, đúng không ạ? Chúng ta nguy cơ từ cái việc công nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái chất lượng của sản phẩm. Đầu tiên đó là cái nguy cơ nhầm lẫn. Nhầm lẫn thì thường là do con người. Nhưng mà nếu chúng ta thiết kế cái khu vực công này không hợp lý thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhầm lẫn lên. Cái nguy cơ thứ hai đó là tạp nhiễm, do là gì? Nguyên liệu tiếp xúc với con người và môi trường trong quá trình công, đúng không ạ? Và cái quá trình công là gì? Sinh rất nhiều bụi. Do đó gì? Cái nguy cơ tạp nhiễm vào nguyên liệu rất là cao. Mà đã là gì? Đã nguyên liệu đã bị tạp nhiễm thì sẽ dẫn đến cái gì? Sản phẩm chúng ta sẽ bị tạp nhiễm. Thì chúng ta xem xét về thiết kế của nhà khu vực công nó như thế nào để nó chống nhầm lẫn và nó chống được cái tạp nhiễm, nó làm giảm cái nguy cơ tạp nhiễm, đúng không? Thì đầu tiên đó là chống nhầm lẫn. Cái thiết kế chúng ta phải gì để chống nhầm lẫn? Cái thiết kế chúng ta đầu tiên là diện tích phù hợp, vì nếu như diện tích nó quá nhỏ thì các cái nguyên liệu ở trong cái khu vực công nói gì, nó không đủ không gian cho các cái nguyên liệu trong khu vực công và chúng ta dễ lấy nhầm nguyên liệu. Và khi mà cái diện tích cái chỗ công nó quá nhỏ thì có thể là gì, thao tác của chúng ta nó khó và chúng ta dẫn đến là gì, nhầm về cái số lượng. Thứ hai là nguyên liệu phải được bảo quản theo tình trạng công. Tình trạng khi công thì khi chúng ta cái quá trình công nguyên liệu chúng ta thì cái nguyên liệu nó có những cái tình trạng sau: là tình trạng chờ công, tình trạng đang công, tình trạng là còn lại sau khi công và tình trạng là chờ đưa vào sản xuất. Thế vậy chờ công là khi chúng ta nhận nguyên liệu về, chúng ta đưa chuyển nguyên liệu vào khu vực công, không phải là chúng ta chuyển vào là chúng ta cân liền được, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta gì, chúng ta phải bảo quản nguyên liệu ở một cái khu gọi là khu chờ công, đó là tình trạng chờ công, đúng không ạ? Và khi chúng ta cân thì đó là cân nguyên liệu, thì nguyên liệu nó đang ở tình trạng đang cân, đúng không? Và sau khi chúng ta cân xong thì cái phần còn lại của nguyên liệu thì chúng ta sẽ gì, sẽ bảo quản ở trong cái phòng. Thì cái phòng tình trạng nguyên liệu lúc này là gì, nguyên liệu còn lại sau khi cân. Và những cái nguyên liệu mà chúng ta đã cân rồi, chúng ta đưa vào khu vực chờ để đưa vào khu vực sản xuất, thì chúng ta sẽ bảo quản nó một cái khu vực riêng gọi là khu vực chờ đưa vào sản xuất. Như vậy chúng ta sẽ có những cái khu vực riêng để chúng ta bảo quản các nguyên liệu và gì, bảo quản các nguyên liệu theo tình trạng. Như vậy chúng ta sẽ có cái khu gì, cái khu bảo quản nguyên liệu chờ cân, cái khu bảo quản nguyên liệu còn lại sau khi cân, khu phòng cân, đúng không ạ, và cái khu bảo quản nguyên liệu chờ đưa vào sản xuất. Thì với cái việc bảo quản nguyên liệu theo tình trạng nguyên liệu khi công như vậy, nó sẽ giảm được cái nhầm lẫn. Rồi chúng ta tiếp theo về một cái thiết kế, cái yêu cầu về thiết kế của khu vực công nhằm chống tạp nhiễm khi công. Đầu tiên chúng ta cũng phân tích nguy cơ, nguồn gốc của tạp nhiễm nó sẽ đi từ gì, bao bì ngoài của cái nguyên liệu, từ môi trường, từ con người và từ dụng cụ, các cái dụng cụ để chúng ta sử dụng để chúng ta cân nguyên liệu. Thì đầu tiên chúng ta phân tích về cái bao bì ngoài.
cái bao bì ngoài của nguyên liệu nó có cái đặc điểm là chứa rất nhiều bụi, đúng không? Và cái đặc biệt là cái bao bì mà chúng ta làm bằng giấy, làm bằng giấy hay là cái thùng cà tông, nó chứa rất nhiều bụi và nó khó làm sạch, nó khó làm sạch bụi của những cái bao bì này. Do đó đối với bao bì thì chúng ta phải có quy trình xử lý bao bì ngoài, đúng không? Phải có cái quy trình vận chuyển nguyên liệu từ bên ngoài vào khu vực sản xuất. Nhưng thật ra nói về ở đây hai cái nội dung này nó không liên quan tới thiết kế, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây con muốn nhấn mạnh một chút về cái quy trình vận chuyển nguyên liệu từ bên ngoài vào khu vực sản xuất, thì nó phải có một cái câu rimbi họ khuyến khích là gì? Nên nguyên liệu nên được qua air sour trước khi vào khu vực công. Như vậy về thiết kế thì chúng ta gì? Chúng ta phải thiết kế một cái air sour trước khi mà gì? Trước khi chúng ta đưa nguyên liệu vào khu vực công. Như vậy đó là gì? Cái này nó mới liên quan đến thiết kế. Rồi môi trường. Môi trường, cái nguyên nhân tạm nhiễm từ môi trường thì bây giờ chúng ta thiết kế như thế nào để giảm tạm nhiễm từ môi trường? Đầu tiên đó là tốc độ sạch phù hợp. Như vậy như thế nào là phù hợp, đúng không ạ? Như thế nào gọi là phù hợp? Ở đây gì, đặt ra một câu hỏi, ở đây có một câu hỏi đặt ra là gì? Khâu hở của nguyên liệu có tương đương với cái khâu hở của bán thành phẩm hay không? Đúng không ạ? Đặt ra một câu hỏi như vậy thì chúng ta trả lời là gì? Là có, đúng không ạ? Vì gì? Vì nếu như nguyên liệu của chúng ta mà bị tạp nhiễm thì bán thành phẩm của chúng ta cũng sẽ bị tạp nhiễm và thành phẩm của chúng ta cũng sẽ bị tạp nhiễm. Như đó, lý tưởng thì cái cấp độ sạch của cái khu vực công nó sẽ bằng với cái cấp độ sạch của cái phòng pha chế mà sử dụng nguyên liệu này, sẽ sử dụng nguyên liệu này. Nghĩa là chúng ta gì? Chúng ta cần một nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc viên thì cái nguyên liệu của chúng ta sẽ được cân trong khu vực D, đúng không? Có cấp độ sạch là D. Nếu chúng ta cân nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc tiên thì chúng ta sẽ cân nguyên liệu trong cái khu vực có cấp độ sạch là A. Thì đây cô dùng từ là lý tưởng thôi các bạn. Nhưng mà trong một số trường hợp thì không thể chúng ta thực hiện cái điều này, đúng không? Ví dụ như chúng ta cân nguyên liệu để sản xuất thuốc tiên mà chúng ta cân trong môi trường cấp độ A thì nói gì? Nó hết sức khó khăn, đúng không ạ? Thì cái việc mà gì? Cân nguyên liệu như vậy nó sinh rất nhiều bụi và gì? Bản thân của nguyên liệu của chúng ta cũng không đạt độ vô khuẩn vì đâu có ai bắt chúng ta. Các anh chị nhớ là chúng ta học ở bài bào chế đó thì gì là yêu cầu của hợp chất dùng để pha thuốc tiêm là chỉ là gì, đạt tiêu chuẩn pha tiêm thôi, người ta không có yêu cầu cái nguyên liệu pha tiêm là phải vô khuẩn, đúng không ạ? Do đó gì, nguyên liệu của chúng ta không vô khuẩn, cái hoạt động cân thì sao ạ, sinh rất nhiều bụi. Như vậy thì cái việc chúng ta cân trong cái môi trường sạch cấp độ A rất là khó khăn, đúng không? Rất là khó khăn để cho duy trì cái phòng đó đạt cấp độ sạch A trong suốt quá trình cân. Như vậy thì thường người ta gì, người ta sẽ cân những nguyên liệu dùng để pha tiêm trong cấp độ sạch B thôi, đúng không? Thì đó là cô dùng ở đây là lý tưởng, nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta gì, chúng ta cũng có những trường hợp chúng ta phải linh động, đúng không? Nhưng đặc biệt đối với nguyên liệu vô khuẩn thì chúng ta phải cân trong môi trường có cấp độ sạch là A, đó, cái đó là bắt buộc. Rồi trong môi trường thì nó còn có một cái yếu tố nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tạp nhiễm, đó là cái hướng di chuyển có thể gây ra tạp nhiễm, đó là cái hướng di chuyển của không khí. Nếu mà hướng di chuyển của không khí một chiều thì nó sẽ giảm nguy cơ tạp nhiễm. Chúng ta xem xét ba cái hình này ạ. Thì đầu tiên chúng ta xem cái hình số 3 trước. Chúng ta xem cái hình số 3 trước.
Thì ở cái hình này, cái bàn cân, ba cái hình này chúng ta thấy nó giống nhau ở gì, điều gì ạ? Giống nhau thứ nhất là điều này đã, là cái gì? Cái họng hút này này, đây là cái nơi mà chúng ta hút khí thải ra đó. Nó gì? Nó ở gần cái cân của chúng ta, đặt gần cái họng hút này, đúng không? Cái cân nó sẽ đặt gần với cái họng hút, đúng không? Để gì? Vì cái hoạt động cân nó sinh nhiều bụi cho nên là gì? Nó sẽ bụi nó sẽ được gì? Được hút ra ngay, để tránh cái việc phát tán bụi trong cái khu vực cân. Đó là giống nhau của ba cái hình này. Nhưng mà ở cái hình số 3 này, người ta thiết kế cái bàn cân nó gì? Nó có những cái lỗ, đúng không ạ? Thì khi bụi sinh ra thì bụi sẽ nó sẽ hút xuống dưới này, đúng không ạ? Hút xuống dưới này và nó sẽ hút hút ra. Còn đối với cái hình 1 và cái hình 2 thì cái hình 1 cái bàn cân này không có cái các cái lỗ để nó hút các cái nguyên liệu, các cái bụi nguyên liệu. Thì cái bụi nguyên liệu nó gì? Nó sẽ di chuyển theo cái gió, cái hướng gió, và nó gì? Nó sẽ phát tán ra cái môi trường xung quanh. Còn đối với cái hình số 2 cũng vậy, đúng không? Cái hình số 2 này thì cái cân chúng ta đang đặt gần với cái miệng hút, nhưng mà cái cấu trúc của cái cân đây nè, nó có cái thành cân đó các anh chị. Nó có cái thành cân ở trên đây, nó sẽ biểu hiện cái giá trị của cân lên đây. Thì với cái cấu trúc như thế này thì gì? Thì cái cân, các cái hạt bụi nó gì? Nó sẽ bị phát tán ra cái môi trường ngoài theo cái hướng di chuyển của gió, đúng không ạ? Do đó cái hướng di chuyển của không khí một chiều thì nó sẽ chống tạp nhiễm khi cân. Và trong ba cái cấu trúc này, trong ba cái thiết kế này thì cái thiết kế số 3 này là cái thiết kế phù hợp nhất. Và ở đây là một ví dụ. Các anh chị nhìn thấy cái hình này, hình bên tay trái này, thì cái bàn cân của họ này có những cái lỗ đó. Thì như vậy thì những cái lỗ này nó gì? Nó sẽ hút cái bụi nguyên liệu và cái lỗ này hút nguyên liệu đi xuống và hút ra bên ngoài. Và ở một số nhà máy thì họ gì? Họ chu đáo hơn rồi đó, họ nghiêm ngặt hơn, thì họ gì? Khoanh cho một cái vị trí như này, nghĩa là con người cân phải đứng ở đây, đúng không ạ? Họ xác định luôn cái vị trí của nhân viên khi cân, để gì? Để nhằm mục đích là tránh, hạn chế cái sự thay đổi của cái hướng di chuyển của không khí, để tránh cái việc là bụi nó sẽ phát tán ra cái môi trường trong khu vực cân. Rồi cái thiết kế nữa, các cái thiết kế nữa để chống tạp nhiễm khi cân, đó là gì? Nền tường trần tương tự phòng sản xuất. Thì ở đây là do sao ạ? Là do phòng cân nó có cấp độ sạch gì tương tự như phòng sản xuất. Và đó là gì? Nền tường trần nó phải gì? Phải được, phải giống như sản xuất, nghĩa là nó phải được thiết kế nhằm tránh tích bụi và dễ vệ sinh, đúng không? Giống như khu vực sản xuất chúng ta xem ở đó, đúng không? Lối đi nguyên liệu một chiều và riêng so với con người, thì cái đây nó cũng tương tự như sản xuất, để gì? Để chống nhầm lẫn và chống tạp nhiễm, chống nhầm lẫn và chống tạp nhiễm. Phân bố áp suất trong khu vực hợp lý thì chúng ta đã xem xét ở cái bài, ở cái nội dung phân bố áp suất. Nguyên liệu đặc biệt thì phải có khu vực cân riêng, thì cái đây là quy định của RIMBY. Thiết kế thiết bị hợp lý, đó là chúng ta có ba cái trường hợp, có ba trường hợp của ba cái hình của slide trước. Chúng ta theo dõi cái thiết kế của cái cân đó, thì với cái thiết kế cái cân của cái hình số 2 là nó không hợp lý. Nó sẽ làm cho gì? Nó sẽ giúp cho cái bụi nó phát tán trong cái môi trường sản xuất. Thứ ba là cái yếu tố còn lại nó chống tạp nhiễm khi cân, đó là con người, thì nó không có liên quan đến thiết kế, nên chúng ta cũng xem sơ thôi, các bạn sẽ qua giới thiệu qua thôi. Thì con người phải được đào tạo, phải được giao nhiệm vụ mới được cấp phát nguyên liệu, đúng không ạ? Và bảo hộ lao động phù hợp, ở đây chúng ta có cái hình tham khảo bảo hộ lao động để gì? Để bảo vệ người cân.
Như vậy một câu hỏi cuối cùng đặt ra là vị trí công ở đâu thì đó là vị trí trong khu vực trong kho. Nếu mà kho thì nói gì, họ sẽ xây riêng một cái khu vực công, họ sẽ có cái AHU riêng để cấp, để có AHU cấp vào khu vực công để gì, có cái hệ thống cấp khí vào khu vực này để mà đảm bảo cái cấp độ sạch nếu chúng ta đặt trong kho. Còn tiện nhất là người ta sẽ đặt cái khu vực công trong cái khu vực sản xuất, đúng không? Vì ở đó gì đã có gì không khí đã được xử lý và các cấp độ sạch đã được kiểm soát rất là đảm bảo, đúng không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái đoạn video tiếp theo.